Mến chào quý vị các bạn. Sau 9 lần vấp ngã và 9 lần đứng dậy thì đây là lần thứ 10 các bạn ạ. Lương tiếp tục làm đẹp cho đời với những căn nhà rất nhiều tiện ích và giá lại rẻ. Đây các bạn ơi, đây là nhà ngõ 92 này, ngách 51 và nhà số 4. Đây các bạn sẽ nhìn thấy này, nhà mới xây hoàn toàn nhé, 5 tầng các bạn ạ. Đây là anh em đang thi công này. Và mỗi một bên diện tích sổ đỏ là 30,5m. Đây, hai căn liền nhau các bạn nhé. Căn ở bên này thì cái mặt tiền nó rộng hơn, các bạn sẽ nhìn thấy là 5m các bạn ạ. Nó rộng hơn thì sẽ có giá đắt hơn khoảng 500 triệu. Và toàn bộ là xây mới hết này. Các bạn ơi, đây là cái trước cửa cái ngõ nhà mình này. Các bạn nhìn thấy quả ngã ba tuyệt vời không? Anh em có thể quay xe ô tô các thứ thoải mái, rất rộng, rất đẹp luôn. Các bạn có thể thấy đây trước ngõ này, ngõ 51 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội thì các bạn sẽ thấy là ô tô đỗ cửa luôn nhá. Ô tô hoàn toàn có thể vào tận nhà chúng ta và rất rộng. Và tiện ích ở xung quanh đây thì các bạn sẽ thấy là điện đường trường trạm rất là đầy đủ luôn. Trường cấp 1, cấp 2 đều ở ngõ Văn Chương này hết. Đây là tầng 1 các bạn ạ. Cái bề rộng này là 3,6m các bạn nhá. Còn đây là chiều sâu. Thì dưới này sẽ là phòng khách và một phòng vệ sinh ở đây các bạn ạ. Và các bạn có thể làm bếp ăn ở đây. Đây, phòng vệ sinh ở trong này các bạn này. Nói chung là đang hoàn thiện thì nó sẽ rất là ngổn ngang. Còn phần này thì mình sẽ làm bếp này. Một nhà như này, một gia đình khoảng 5-6 người ở thì rất là tuyệt vời luôn. Tầng 2 các bạn nhé. Tầng 2 đây là phòng ngủ các bạn này. Các bạn thấy phòng ngủ làm như này thì cực rộng luôn. Thế anh em mà khi hoàn thiện mình bán thì nó chỉ là cái khung nhà thôi và nội thất cơ bản thôi, có điện mọi thứ thôi, có điện có nước. Đây cái phần này thì các bạn thấy là ban công ngắm ra ngoài cũng rất là chill này. Còn đây là phòng vệ sinh thì các bạn này, các bạn thấy là phòng vệ sinh như này cũng rất là thoải mái, rất là rộng luôn. Điện này hoàn toàn điện, hệ thống điện làm mới và an toàn nhé. Các bạn là những cái cầu thang này toàn bộ là cầu thang gỗ hết các bạn nhé. Anh em đang thi công đây. Diện tích từ tầng 2, tầng 3 thì thiết kế giống y hệt nhau và tầng thứ 4 cũng là như vậy các bạn ạ. Đều là một phòng ngủ và vệ sinh là bên đối diện. Các bạn ơi, đây là tầng thứ 5 này các bạn này. Đây, tầng thứ 5 đây. Các bạn có thể làm phòng thờ hay phòng ngủ thì tùy. Còn đây là cái ban công. Đây, tối các bạn có thể là làm một cái bàn nhỏ ở đây, hoặc là làm những cái tiểu cảnh trồng hoa lá để buổi tối mà chúng ta chill, nó nhẹ nhàng hơn. Hoặc là anh em có thể làm sân phơi giống như bên hàng xóm nhà mình như đây. Vâng, thưa các bạn, thực tế thì giấy phép xây dựng của chúng ta nó chỉ có 5 tầng thôi. Nhưng mà nếu thực sự mà các bạn có điều kiện nhá, các bạn có thể thấy đây là cái giếng trời. Cái giếng trời ở trên đây. Và nếu mà chúng ta có điều kiện thì hoàn toàn có thể làm thêm một cái tầng thứ 6 ở bên trên. Tầng thứ 6 thì mình nghĩ là chỉ là mình bắn ra một cái sân, một khoảng sân từ bên này xuyên sang bên kia. Thứ nhất là vừa làm sân phơi, vừa làm sân phơi nhá, vừa làm cái chỗ để mà chill với bạn bè hoặc là ăn uống ở trên tầng thứ 6 là đẹp nhất. Ở trên tầng như này này, trên thứ 6, tầng thứ 6 là đẹp nhất. Và chúng ta sẽ phải làm thêm một cái cầu thang đi lên ở đây. Tại cái phòng này thì các bạn thấy vẫn còn một cái phòng vệ sinh ở đây. Nếu mà chúng ta làm cái phòng thờ không thì rất là phí luôn. Thì ở đây vẫn có thể tận dụng làm một cái phòng ngủ ở đây. Bên này phòng ngủ và bên này là phòng vệ sinh. Các bạn ơi, căn này thì đẹp hơn một chút này. Các bạn sẽ nhìn thấy là cái chiều rộng này nó sẽ rộng hơn. Và kể cả những cái ô thiết kế ở bên trên thì các bạn thấy nó sẽ thêm hẳn một cái bên này. Thì diện tích sẽ là rộng hơn mà chúng ta phải bỏ mức thêm đầu tư là 500 củ anh em nhé. Còn thiết kế hai bên là giống y hệt nhau. Chiều rộng ở đây là hơn 4m anh em ạ. Dưới này là bể nước nhá. Còn đây là bếp này. Thì bên dưới này anh em sẽ làm là thứ nhất là phòng bếp, phòng khách. Đây ô tô đỗ tại cửa luôn, rất rộng luôn. Còn cầu thang thì cũng giống ở bên kia là chúng ta sẽ dùng cầu thang gỗ. Và 6 tầng đều là 5 tầng là giống nhau hết. Còn tầng thứ 6 là anh em phải tự kiến tạo rồi nhá. Cầu thang anh em sẽ nhìn thấy rất là rộng, rộng hơn bên kia đấy. Phòng vệ sinh ở bên này sẽ là thay đổi, nó là ngay ở cầu thang chứ không phải đằng sau. Phòng ngủ này anh em này. Phòng ngủ sẽ rộng hơn bên kia rất là nhiều. Thêm hẳn một cái ô này cơ mà. Bây giờ chúng ta sẽ lên tầng 5 là tầng cuối cùng. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 là giống nhau này. Đấy, các bạn sẽ thấy là phòng vệ sinh đều ở giữa.
Đây là tầng thứ 5. Tầng thứ 5 thì mình đã bảo rồi, thiết kế giống ở bên kia, đều là một cái phòng ngủ cái này cũng được này. Ở đây thì mình sẽ tính là phòng master, phòng rộng nhất và đẹp nhất. Đây, không gian anh em chill đây. Là một quả tiểu cảnh đây thì vô cùng tuyệt vời luôn. Đây, hai cái hành lang nối với nhau. Nếu mà các bạn có điều kiện kinh tế mà hai nhà mà làm một thì nối phát hành lang xiên qua nhau đây. Đấy, là một cái căn penthouse ở trên tầng 5, nối liền hai căn, quá đẹp luôn. Bật mí các bạn nhé, ở đây có một chút quan hệ, anh em hoàn toàn có thể lên tầng 6. Giếng trời rất là đẹp luôn. Anh em làm một cái hành lang lên cũng cực kỳ đơn giản. Và tầng 6 thì mình nghĩ là đẹp nhất là làm một cái phòng thờ. Thứ hai là một cái sân phơi. Và thứ ba nữa là một cái sân để chúng ta gọi là tiệc với bạn bè mà không ảnh hưởng, sạch sẽ cả nhà chúng ta. Bởi tiệc ở trên tầng cao nhìn là đẹp nhất, thoáng nhất mà không ảnh hưởng gì đến ai. Lên tầng 6. Còn giấy phép xây dựng chỉ 5 tầng thôi anh em nhé.